Nhờ cuộc thi này mà tôi được biết là trong công ty của chúng ta có nhiều người hát khá hay đó chứ. Đó là cái mặt rất là tích cực. Em nghĩ đây là một cái hoạt động rất là bổ ích. Hy vọng là sang 2017 mình có những cuộc thi tương tự. Năm tới nếu có chương trình này lặp lại thì phòng AD quyết tâm sẽ đạt giải. Riêng phòng nhân sự hình chánh thì sẽ có những cái chiến lược và thông báo trước với các anh chị là một cái chiến lược riêng mà không thua các phòng ban khác đâu. Và chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, cuộc thi tiếng hát phát thanh IMX Farm đã trở lại. Mới lạ, hào hứng, sôi nổi. 57 thí sinh với 78 tiết mục tham gia vòng sơ khảo. 55 tiết mục được chọn để phô diễn giọng hát trên chương trình phát thanh nội bộ. Và kết quả, 19 gương mặt tiềm năng bước vào vòng bán kết. Võ Hoàng Anh, phòng QA. Huỳnh Tấn Đá, phòng QA. Quách Huy Định, phòng hỗ trợ bán hàng. Nguyễn Xuân Đồng, chi nhánh Bình Định. Dương Sĩ Hiền, chi nhánh 2 thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Mỹ Linh, phòng QA. Huỳnh Thế Ngọc, phòng R&D. Phạm Huỳnh Thảo Nguyên, phòng phát triển nguồn nhân lực. Lê Thanh Phúc, phòng nhân sự hành chính. Nguyễn Thị Nam Phương, chi nhánh 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cao Ngọc Kim Phương, nhà máy công nghệ cao Betalactam Bình Dương. Dương Quý, phòng QA. Lê Hoàng Tâm, phòng nhân sự hành chính. Lê Bá Thọ, phòng nhân sự hành chính. Lê Văn Toàn, tổng kho. Trần Trung Trực, phòng R&D. Nguyễn Thanh Vân, phòng QA. Cao Trường Vi, xưởng Penicillin. Nguyễn Văn Sinh, xưởng Nông 1. Ai sẽ là quán quân của cuộc thi năm nay? Mời các anh chị em đồng nghiệp theo dõi vòng bán kết và chung kết cuộc thi tại trụ sở công ty cổ phần dược phẩm IMX Farm. Vòng bán kết 18 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2017. Vòng chung kết 18 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2017 đều diễn ra tại hội trường lầu 4 tòa nhà IMX Farm. Đặc biệt, một thí sinh được bình chọn nhiều nhất từ vòng bán kết sẽ vào thẳng vòng chung kết. Tiếng hát phát thanh IMX Farm năm 2017.